đi đâu á phải được cái sự đồng ý của em. Nếu mà em không đồng ý là anh không đi nhậu. Thôi anh ơi, Việt Nam em qua đây mừng em đi. Vào cái thôi. Anh thấy không? Không đang cầm luôn. Đâu bà phải. Thôi ông nói ai ông đứng ông nói là như cầm đi. Rồi bắt đầu khoe đây rồi đó. Ông không được uống là cao, kêu uống là uống. Đấy là bây giờ cãi liền, thấy chưa? Cãi liền. Mà sẽ ăn mình là đúng không? Bây giờ ông ăn mình là chính xác còn đi. Bên kia kìa. Bên kia của Canada mà. Mới chưa thay đổi. Thay đổi liền đi. Chơi là tiếp đi luôn. Kìa kìa, thấy chưa nè, có muốn qua đây đứng nói bên này nè, qua đây này nói kìa, đi qua đây trời ơi, nghe chưa, nói kìa, qua đây nói kìa. Qua bên kia nói. Nói giỏi quá. Kìa. Ông kia mà ra giúp đi. Cái này là anh Hùng nói nha. Hùng nói là vợ mà ở Việt Nam là con mèo. Tiếng thằng tinh hết rồi. Qua cái bên này nó biến thành con cọp. Ở thời gian nữa nó biến thành sư tử. Nghe chưa? Bây giờ nghe chưa? Bây giờ là tí xin nói với mấy chị như thế này. Lặp lại đi, hồi nãy nói cái gì nghe không rõ. Nghe chưa rõ luôn. Cái thực tế thôi á là có nhiều cái là tí thấy là coi như nó đúng chứ không phải là nó sai lắm. Cái chị là có thể nói rằng là bình đẳng gia đình, vợ chồng hạnh phúc, vợ nói chồng phải nghe, mà chồng nói vợ cũng phải nghe, cái đó mới là cái ưu điểm trên hết, đúng không? Chứ còn mà nói bây giờ coi như tự nhiên nói anh nói như thế là em không nghe, và bây giờ chẳng hạn như bây giờ như thế này, tiếng nói cụ thể đi, chiều nay vợ chồng tí mời anh chị tới chơi tới nhà này kia, cái bây giờ cái tự nhiên á chị chém gió này kia cái đó, có chị mới nói giờ tôi không thích đi, chị ở nhà, đâm ra chị làm cho ông anh mình cũng phải ở nhà luôn, đúng không? Má ở nhà chị bà đi cứ đi 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 bây giờ trời ơi đang còn hai chỗ đây đang tự bán nè, chính là nhà con cái đồ chuyện đó đi mà rồi nhà hàng dạ không biết đâu bác biết đúng không mà làm sao mà nó đổi nhau kim hao kia kim hao ở gần nhà mình đấy. Trời ơi, ở đây là mẹ Ngư là bố sinh nè, rồi hai bác coi như là đợi quá trời luôn. Em nói tiếp với nhà nha. Cái thực tế là nói là chị là người hiểu em nhất á. Bằng bằng gọi gia đình trăm hai ba lần. Nếu mà bằng 12 ba lần. Ở nhà thì cứ ở nhà. Thì đúng rồi. Sao tại sao mà cô là nhà? Không không có chuyện để bên đây quay bắt đầu. Không quay bắt ai cả. Ngồi xuống đi. Mà không ra đi, đúng không? Bắt lại nó lại anh em. Nó lại. Bắt ngồi xuống đi. Thôi đứng đâu rồi anh toàn anh kể. Bắt phát biểu nhiều quá. Nếu mà bây giờ là chị nói là trong gia đình, anh nói là nếu mà người vợ nó không đi, là người chồng sẽ không được phép đi. No 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 no
là chứ không phải không đẹp có tốt và nó không được đi là không đi đâu tao đừng châm dầu lửa đâu tao phải đây em hôn đây rồi nói đi cái chuyện tí tí phải nói cho nó rõ Tiền nha. Bây giờ phải nói tên những người đã tí đi đi. Tí đi đâu? Tí phải nói là tí đi đâu? Bây giờ đi đi chơi với bạn này à? Đi uống rượu, ok hay là đi ra ngoài gặp bạn đi công chuyện như thế nào? Không có phải là 10 lần bà xã có mất 10 lần, nhưng cũng có những lần bà xã đó là không muốn anh đi. Thì bây giờ tí á. Tí đi 6 lần được rồi, đúng không? Còn 4 lần ở nhà. Được, cái đó được. 6 lần là bát rồi, đủ rồi. Đúng rồi, 6 lần là coi như trên trung bình rồi. Ok, ông anh mình đã đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, cái đó là chính xác, đúng rồi. Mà, đúng rồi. Chị Yến mày cho tao đi tới 8 lần được. Đâu rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dám nói mà. Nhiều khi á, nói mình nghe. Nhiều khi tao ở nhà đó, cái câu này ngăn tiền là mày nghe rõ nha. Câu này mới đọc nè. Nhiều khi tao không muốn đi mà nói đi đi. Đi đi. Không chỉ có chơi nữa. Đó mới là nguy hiểm á. Mà thì anh có vấn đề. Mình có tưởng mở. Tại vì anh đi nhắc mày công ty gì. Khoái gì? Nói là đi mà đừng có đi về, đi đừng đi về. Không đi về, nói đi thôi. Không đi đâu, đi. Mày dám đi không? Không dám. Không ai mình hay cái câu sồng á. Không mà cái gì nó nói. Cái đó là những cái là coi như là tiếng học hỏi ở đây và coi như là phải. Em nói chuyện nha. Như vậy mới là một mấy người đừng có ở tại đất nước này. Ở bên Việt Nam nó loạn cầu hào lên. Không bây giờ dễ lắm. Muốn học thôi. Tối về lật video này ra coi nào. Cái Việt Nam loạn cầu cào là sao? Em biết cào cào là sao? Em nói với anh cào ở đâu? Mình nói nữa. Đi một nhà gặp một sàn khôn đúng không? Mới qua có một hai lần gặp, phải qua nhiều lần nữa. Đi ba đây.